Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 1,5 token 3 phi nha các bạn. Thì hiện tại token 3 phi này đã list trên CommandCryptCap cũng như CoCrypto nha các bạn. Thì với giá là 7,5 đô cho một token 3 phi nha các bạn. Đã list trên sàn Binance Swap nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mình mở từ trong chatbot nha các bạn. Start nè. Sau khi bấm start xong các bạn bấm join airdrop nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè. Vì mình đã làm rồi nên mình quay lại cho các bạn. Rồi các bạn join cho kênh seller tiếp tục nha bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter và retweet nè. Trên tờ Twitter thì các bạn copy cái hashtag này nè các bạn. Rồi các bạn like và trích dẫn tờ tweet. Tăng ba người bạn mình vào các bạn. Submit. Send photo. Phải các bạn chậm chút xíu mà. Rồi các bạn tan ba người bạn mình và tôi quýt lại các bạn. Xong xuôi thì tiếp tục thì các bạn bấm vào một sub. Bằng vào đây các bạn like trang CoCrypto đúng không các bạn. Rồi các bạn cho nó một sao nha các bạn. Chụp màn hình nó đi để nó có yêu cầu mình gửi thì mình gửi, không yêu cầu thôi nha các bạn. Này gì ta? Verify thử. Rồi các bạn join vào kênh iGroup nó nào các bạn. Rồi bạn gửi màn hình nó vào đây nha các bạn. Màn hình các bạn nó chụp nè. Bạn gửi cho bot nè bạn. Này để verify thôi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit detail nè. Rồi các bạn bấm done. Tiếp tục bạn gửi lại đường link profile tới Twitter mình nha các bạn. Bạn mở Twitter mình ra nè. Bạn nhập bao anh cùng, nhập vào một hồ sơ nữa. Các bạn nhập vào bao anh cùng, nhập vào chia sẻ nữa. Rồi các bạn sao chép liên kết nha bạn. Rồi bạn bắt up lên nữa. Rồi bạn dán vào đây. Rồi nó hỏi có like, share, có cấp cô không, bấm don nha bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB, sờ mát chen với chocolate mình nữa. Rồi bạn sao chép lên nè. Bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục thì bạn gửi là một link retweet nè. Thì bạn mở tờ Twitter mình ra nè các bạn. Bạn nhấp vào bao anh cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa. Tờ tweet của tất cả bạn phải tan ba người bạn như mình và hashtag này nha các bạn. Mình lưu ý nó đủ điều kiện chính xác của nó, tôi cần nó không phối các bạn. Các bạn sao chép liên kết nè. Các bạn bắt up lên nè. Rồi bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm vào share tiếp. Đây tài khoản của mình, các bạn duyệt lên ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm tiền tôi cần các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop nhận 1,5 token 3 phi đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.